Công Phượng lập công ty riêng ủy quyền Viên Minh quản lý và khai thác thương mại. Viên Minh giữ chức vụ quản lý công ty do được Công Phượng, người đại diện pháp luật ủy quyền. Cô Thế Anh điều hành công ty chuyên về tiếp thị thể thao có tên viết tắt là PM. Tiếp tục là những thông tin xung quanh lễ đính hôn kín đáo của tiền đạo Nguyễn Công Phượng và bạn gái xinh đẹp Viên Minh. Nhiều bài đăng cho rằng vợ sắp cưới giỏi giang của Công Phượng đang làm việc cho công ty gia đình vì bố làm to. Tuy nhiên sự thật không phải vậy. Theo tìm hiểu, Viên Minh là người thay Công Phượng quản lý một công ty riêng do anh là người đại diện pháp luật. Công ty này không liên quan gì tới chức vụ của bố vợ tương lai. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tiếp thị thể thao PM, bắt đầu hoạt động từ tháng 7 năm 2019, là đơn vị phụ trách quản lý hình ảnh, truyền thông và thương mại cho cá nhân cầu thủ Nguyễn Công Phượng. PM là viết tắt tên của cặp đôi Công Phượng và Viên Minh. Trong thời gian yêu nhau, Viên Minh đã tham gia vào việc quản lý hình ảnh cho Công Phượng. Cô nàng là admin của fanpage Công Phượng, nhóm Công Phượng FC để cung cấp những hình ảnh, thông tin về anh chàng đến người hâm mộ. Những điều thiếu tích cực về tiền đạo Công Phượng hay cả những tin đồn hẹn hò vô căn cứ cũng được nàng nắm bắt và xử lý kịp thời, giúp hình ảnh của chàng tiền đạo người Nghệ An không bị ảnh hưởng. Viên Minh chính là mẫu bạn gái lý tưởng, người ở hậu phương chăm sóc, thu ván công việc giúp Công Phượng có thể hoàn toàn tập trung cho việc tập luyện và thi đấu. Sau 6 năm quen nhau và 3 năm gần đây tiến tới mối quan hệ hẹn hò, cặp đôi đã có lễ đính hôn như ý và chuẩn bị về chung một nhà. Trước nay, Công Phượng được biết đến là cầu thủ tài năng trên sân cỏ. Ngoài ra, anh chàng cũng đã thử kinh doanh quán cà phê với hai địa điểm là Pleiku, Gia Lai và Hà Nội. Tuy nhiên, thương hiệu cà phê CP10 chưa mang lại hiệu ứng lớn. Việc Công Phượng âm thầm mở công ty riêng có thể khiến nhiều người bất ngờ về tham vọng của anh chàng.